khu vực vùng đỉnh có nên sử dụng chiến thuật lướt sóng hay không? Cảm ơn tất cả anh chị đã quay trở lại video ngắn nhận định thị trường chứng khoán của em Tuấn Hưng VPS. Trong video này em sẽ giải thích cái lý do có nên sử dụng lướt sóng vùng đỉnh và chiến lược mua bán, phân tích thị trường trong video ngắn này. Thì đầu tiên hôm nay chúng ta phải thừa nhận nhau rằng là một phiên tăng điểm nhẹ, và không biết tài khoản anh chị hôm nay có tăng điểm hay không, có tăng lên hay không. Mình thì thừa nhận rằng là cá nhân mình tài khoản có tăng nhưng không đáng kể, bởi vì anh chị em nhìn thấy cổ phiếu là mình cầm thì có những cổ phiếu tốt, tuy nhiên cũng có những cổ phiếu tự nhiên nó đỏ điểm và nó kéo giảm cái tỷ lệ tài khoản của chúng ta xuống. Nhưng mà mình nghĩ rằng là thị trường nó đang ở trong một cái vị thế mà rất nhiều anh chị em nhắn tin cho mình là lo lắng rằng một cây nến đỏ bia bộ, hoặc là có một số cổ phiếu đỏ điểm tạo một cây nến xấu như HPG, PC1 thì có rủi ro hay không. Thì mình chia sẻ và quan điểm với chị không chỉ video này mà từ những video trước, chúng ta đang ở trong một vùng cực kỳ nhạy cảm và tất cả mỗi hành động của chúng ta dù mua hay bán đều có một tính chủ động và một sự quyết đoán cực kỳ cao, một cảm giác cực kỳ nhạy cảm của những nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc là ở trong một đội nhóm và thường xuyên nhắc nhở anh chị rất kỹ, đó là một chiến lược mua bán thực sự giai đoạn phòng thủ là tốt nhất. Đó là sao? Chúng ta hãy mua tại nền và bùng lên thì xé biên, biên là cái gì mình sẽ giải thích, là sẽ bán bớt 1/2 và đợi cover lại, không cần bán hết nhưng hãy bán 1/2, là không được nên mua lệnh xanh tím. Thì ở đây mình chia sẻ thật, cái biên ấy là cái mép trên mép dưới của chỉ số Bollinger Band này, anh chị em thường biết, và cái mép biên trên này này nó là một cái cản, và chúng ta khi mà dòng tiền nó khỏe như giai đoạn này thì chúng ta có thể mua khi cổ phiếu nó xé ra ngoài. Nhưng giai đoạn này mà chúng ta mua ấy, thì 10 phần mình nghĩ là khoảng 7 điều là anh chị sẽ thiệt hại rất là lớn. Ví dụ như là anh chị mua bán ấy là phải thực sự để ý, ví dụ như cổ phiếu PC1 chẳng hạn, anh chị mà mua khi nó xé cái biên rồi ra ngoài như này này, đây gọi xé biên này, nó xé ra ngoài này anh chị mua nó sẽ giật lại chị thiệt hại rất lớn. Hoặc là NKG, hôm nay có anh chị hỏi mình rằng à có nên bán khi 26 hơn hay không, bây giờ bán đi 26 thì nên bán, bởi vì sao, bán xong chị tự mua lại được, anh chị sẽ lợi nhuận khoảng từ 3 đến 2, 3, 4%. Để bán khi nó xé biên ra ngoài này nó sẽ giật lại rất là rủi ro, đấy là cái dấu hiệu mà mình nghĩ rằng anh em phải để ý. Thì giai đoạn này mình nghĩ là chiến lược phòng thủ sẽ được ưu tiên cho mình đấy, chiến lược phòng thủ ưu tiên, và mua thì mua tại nền và bùng lên thì sẽ bớt. Và mình đã nhắc đi lại câu này, điểm dừng lỗ của thằng bạn chính là điểm vào lệnh của chúng ta. Vì chúng ta vậy sao, như gần đây mình khuyến nghị anh em đúng không, cổ phiếu GMD, hôm qua mình mua GMD này, SHC, VGC, thì mình luôn chọn những cái vị trí an toàn nhất có thể. Ví dụ như SHC mình bảo mua 42.x thôi, không mua vượt 43, không mua đuổi. Hoặc là GMD chúng ta mua ở giá 83, thì đấy là những cái khu vực mà mình có thể sâu trên đồ thị, như thế nào thì gọi là an toàn, đó là chúng ta cố gắng mua ở phía dưới hoặc ở gần phía dưới cái nền thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều so với việc chúng ta mua ở phía trên. Hoặc là ví dụ như cổ phiếu SHC đúng không, hôm nay thì thực sự là có một số danh mục của mình thì có cho đệm lãi không lớn, trong vòng 1 tuần vừa rồi mình mua ấy thì có một số cho đệm lãi khoảng tầm 3-4%, nhưng cũng có những vị thế là hôm nay SHC hàng về rồi này mà chưa được lãi đấy, thực sự mình mua ở đây 42.x và hôm nay hàng về rồi thì chưa có lãi mấy. Thì mình nghĩ rằng là, nhưng mà ít nhất là nó an toàn, các vị thế mua mình chưa có con nào gọi là lỗ đấy, thực sự là như vậy. Kể cả cổ phiếu CSV này đấy, đây cũng là một cổ phiếu này thì lãi rồi nhé, nhưng mà có những cổ phiếu thì thực sự chưa lãi mấy, như GMD này mình mua thì thực sự là hôm qua mua ở giá 83, hôm nay hàng về cũng lãi được hơn 1% đấy, thì thực sự là rất là ít. Mình nghĩ là thế, nhưng ít nhất là nó phù hợp với quan điểm của mình, đó là đánh phòng thủ đấy, không đua lệnh xanh tím, ít nhất là mình không lỗ đã, còn lãi thì không nhiều nhưng mà ít nhất là chúng ta không lỗ đã. Thì đây là khuyến nghị của mình. Thì anh chị em thấy mình muốn được vào các nhóm của mình trải nghiệm các khuyến nghị như này này, ví dụ này mình khuyến nghị những cổ phiếu này này, FPT này đấy, thì chúng ta nghĩ rằng những cổ phiếu Dabaco này là những cổ phiếu có nước rút đấy, thì chúng ta nghĩ rằng là anh chị mà muốn vào nhóm trải nghiệm thì có thể quét mã cộng đồng này, để vào nhóm khách hàng của mình có thể cho trải nghiệm, ví dụ đề nhóm cộng đồng này mình cho trải nghiệm này, mình cũng có nhắn tin và cho trao đổi, ví dụ thế. Mình có khuyến nghị DLC này đấy, mình có khuyến nghị ở cả đây, em có thể vào và nhớ để lại họ tên thì mình quét mã. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào nhận định cái thị trường này nó có rủi ro gì ở sau hay không, và các cái chỉ số ngày hôm nay nó có tốt hay không nhé. Thì đầu tiên chúng ta phải thừa nhận với nhau một rằng là hôm nay một phiên xanh điểm, ít nhất là nó tích cực đã, đồng ý rằng nó là một phiên cây nến thì đỏ lửa. Nhưng mà rõ ràng chúng ta phải thừa nhận nhau rằng hôm nay là một phiên xanh điểm. Và một điều tích cực nữa, đó là cái gì, cái gap này nó vẫn chưa thực sự bị lấp mất đấy, đây là một điều tích cực đấy nhá. Cái gap mà không bị lấp mất, rõ ràng rằng lực bán chưa đủ mạnh
để tụt xuống dưới. Đấy, mặc dù hôm trước đã có một cái đến dâu trên rồi, thì rõ ràng ít nhất là chúng ta đã thấy gọi là nó vẫn còn tạm thời tích cực đã. Còn ngày mai nó có xấu hay không thì chúng ta tính tiếp. Đấy, thì ít nhất chúng ta có tự tin. Thứ hai chúng ta phải nhìn thấy, mình luôn nhắc anh em ấy, là sau một phiên này vùng đỉnh này, đây là một vùng đỉnh mình nhá, chúng ta phải đặc biệt để ý cái thứ sáu tuần này. Có nghĩa là chúng ta có thể sẽ an toàn hôm nay, thứ tư và sáng thứ năm. Nhưng từ chiều thứ năm trở đi thì thực sự là khá là rủi ro. Bởi vì khi một phiên tăng điểm này, thị trường nó sẽ có xu hướng đi ngang trong vòng từ 3 đến 4 phiên. Và cái phiên thứ tư trở đi thì thường nó sẽ là một này, hai này, ba này, bốn này, cái phiên thứ tư trở đi, có nghĩa là ngày mùng 7 tháng 6 trở đi ấy, là nó sẽ có một xu hướng lên hoặc là một xu hướng xuống. Nó sẽ thường hay xảy ra ở khu vực ngày thứ tư trở đi. Đấy, thì đây sẽ là một phiên mà mình thứ sáu này sẽ rất cân não. Và khi mà nó có ba cái nến, mình sẽ chỉ cho anh em dễ nhất ấy, là ở trong quá khứ đúng không? Mình chỉ trong quá khứ có những cái nến này nó sẽ có đi ngang khoảng tầm vài ba phiên này. Đấy, sau đó nó sẽ có rủi ro, nó xảy ra một vấn đề gì ấy, thì nó sẽ thường ở cây thứ tư. Đấy, ví dụ một cây này, đúng không? Hôm nay cũng là đây cũng xanh điểm, ngày mai tăng đi ngang này, ngày kia đi ngang này, đấy thứ sáu hoặc thứ hai tuần sau nó sẽ có thể như này, hoặc là nó sẽ có một phiên tăng điểm hay không, nó sẽ thể hiện ở thứ sáu, một này, hai ba bốn năm, phiên thứ sáu là sẽ vọt lên. Đấy, chúng ta đặc biệt để ý cái khu vực mà thứ sáu tuần này, cuối thứ năm tuần này, thứ sáu tuần này nó sẽ có rủi ro. Do đó chiến lược mình khuyến nghị anh em mua thì mua hôm qua này, mua hôm nay này, và tốt nhất là mua ngày mai thôi. Còn đừng mua từ ngày kia trở đi, đừng mua nữa, bởi vì chúng ta rủi ro kẹt hàng bị động rất là cao. Chúng ta nên lưu ý những vấn đề đấy. Và chiến lược mua thì mình khuyến nghị anh em nên mua theo tại nền. Đấy, mua tại nền những cổ phiếu chưa chạy, chưa xé biên lên thì chúng ta mua. Ví dụ hôm trước mình khuyến nghị có DRC đúng không? Tại sao mình khuyến nghị 34? Cái này nó ở ngay đấy, 33 34 này. Đấy, nó ngay M20 thì chúng ta khuyến nghị nhé. Em để ý cùng khuyến nghị DRC này. DRC là giá 30 mấy nhỉ, mình khuyến nghị trong nhắn trong nhóm ấy. Đấy, DRC này là giá 34. Đấy, DRC 34 này. NKG là mình khuyến nghị giá 22 này, bởi vì sao? Mình khuyến nghị nó ở ngay gần nền. Chúng ta tỷ lệ thua nó khá khó. Đấy, đúng cái khu vực này này. Đấy, khu vực này là an toàn, cứ gần M20 chúng ta mua. Đúng không? Kể cả GMR cũng thế. Mua ở vị trí này, này nó an toàn hơn rất nhiều. Bây giờ anh chị lên trên này mua thực sự lỗ không nhiều, nhưng mà nó rủi ro ra. Đấy, chúng ta nên mua chiến lược như vậy. Thì mình nhìn nhận thấy nó có một số cổ phiếu khác như SSC này, nó đang an toàn đây, nó đang ở M20 đây. Thì mua ở khu vực khoảng tầm 42.x này nó an toàn. Chúng ta nên mua ở những vị trí đấy. VGC chẳng hạn này, đây này nó gần M20 này, giá 54 55 này mua là an toàn. Đấy, mình nghĩ như thế. Còn chúng ta không nên mua đuổi khi mà nó xé biên ra quá nhiều. Ví dụ cổ phiếu NKG mà anh chị em mua ở khu vực trên nó xé biên này thì rất dễ nguy hiểm. Thì đấy là chúng ta phải ở trong một cái đội nhóm thường xuyên nhắc nhở anh em thì chúng ta mới có những cái vị trí mua an toàn được. Chứ giai đoạn này là thực sự là khó. Mình khuyến nghị anh em là đợt này là cứ lướt sóng, lướt từng nửa một. Đấy, bởi vì khu vực này nó thật mình cũng không dám khẳng định rằng là nó thế này nó đi lên không. Nhưng chúng ta nhìn thấy thực sự trong WeCop ấy, chúng ta có một kỳ vọng đó là sao? Đây này. Sau khi vượt đỉnh này, test lại này, đi lên này thì chúng ta sẽ rất giống khu vực này, đây là đúng WeCop này. Mình để ý này. Đây nhá. Mình kể cho anh em nhá. Đây là vùng đỉnh này. Đúng không? Chúng ta nhìn cái khu vực này rất giống WeCop này. Đây này. Chúng ta nhìn cái khu vực này nó có giống cái hình ảnh mà mình vừa đưa ra không? Đây là cái WeCop này này. Đấy. Đúng không? Tạo một này, hai này, lên test lại đi này. Tạo một này, hai này, lên này, test lại đi. Đấy, mình nghĩ rằng ở đây nó rất giống khu vực này. Đấy, khu vực đỉnh đây này. Thì chúng ta đang ở một cái ngưỡng mà mình nghĩ là giống cái kia đến này này. Có thể đây là trường hợp tích cực nhé. Thì giống. Hay là giống khu vực này. Thì anh em phải bây giờ là kèo nước đôi rồi. Chúng ta phải theo dõi thôi. Theo anh em nó giống khu vực nào để mình phân tích hai khu vực này nó giống ở chỗ nào và khác chỗ nào. Thứ nhất là chúng ta phải nhìn thấy rằng là nếu mà nói về khối lượng thì khối lượng khá là cao. Và nó khá là giống khu vực này, nghĩa là chúng ta vẫn đang duy trì được những cây khối lượng lớn đẩy lên. Thì chúng ta có một kịch bản mà mình có thể vẽ cho anh em đấy, là kịch bản có thể nó sẽ như này, nó sẽ tiến lên 1.300, sau đó giật lại, test thành công thì thị trường có thể mua với khối lượng lớn. Như đây vượt lên này với 1.300 này, sau test lại khu vực này, sau đi tiếp này. Đấy, thì em nhìn nó sẽ giống với khu vực này đúng không? Đây này, đấy nhá, vượt lên này, vượt đỉnh lên này, test lại, nhưng mà test lại khi nhìn, nhìn chỗ này này, khối lượng rất là thấp,
Đấy, thì chúng ta có thể mở mua nếu khối lượng nó thấp ở đây. Đây chính là khu vực mà chúng ta mua thêm. Đấy thì bây giờ chúng ta phải như thế, nghĩa là nó phải có khoảng tầm 1 này, 2 3 4 5 phiên. Ví dụ thế thì nó kéo trong tuần này, nếu mà anh em thấy nó cứ kéo dần lên. Mỗi ngày nó kéo cho chúng ta khoảng vài điểm nó lên dần đây. Thì đừng mua khi ở 1.300 mà hãy đợi nó giật một phát xuống, chúng ta mua ở khu vực này. Đấy thì mình nghĩ rằng là giai đoạn này tốt nhất mua hôm nay và mai thôi. Còn ngày kia thì đừng mua nữa, và nếu nó lên đây rồi thì mua cố nữa, đợi nó giật về. Thì mình nghĩ là có thể sẽ có giá bằng giá hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục lại mở mua tiếp. Đấy, còn ai mà giỏi lướt lên đây lướt về đây mua thì giỏi quá. Thì cái đấy thì mình lại chúc mừng. Đấy thì đây là một kịch bản mà mình nghĩ rằng có thể chúng ta sẽ ngày mai sẽ nhìn thấy rõ hơn. Ngày mai mà tiếp tục cứ tăng điểm dần dần như này này. Đấy, chúng ta nhìn đấy, nó tăng điểm như này thì chúng ta đây vùng đỉnh này. Đấy, nó tăng dần dần dướn lên, sau đó thì giật khối lượng phải tăng lên nhé. Nhưng mà nếu mà khối lượng mà giảm đi thì chúng ta bắt đầu là thận trọng, đó là hết cầu ấy. Chúng ta nhìn này, khối lượng này, khối lượng này nó cứ tụt đi này. Đấy, khối lượng là thấp, nghĩa là gọi là cụt. Thì tất nhiên là chúng ta chưa bán ngay, nhưng khi thấy nó một phiên nó gãy một phát M20 thì bắt buộc chúng ta phải đáp giáp chặn, nghĩa là mất cái gap này, là đáp giáp chặn. Cái gap này này, đây chúng ta có cái gap ở đây này. Đấy thì nếu mà như thế thì chúng ta chỉ có cách phòng bị thôi, chúng ta không bán được ở đỉnh. Thì ví dụ nó đi ngang mấy cây mà khi anh chị em thấy nó mất cái mốc này này, mất hết cái cây này này, hoặc nửa cái cây này này. Đấy, mất khoảng mốc là 1.270 mấy này. 1.272 đi. Đấy, nghĩa là nếu mà chúng ta thấy có một phiên khối lượng lớn mà ụp xuống đây phát thì chúng ta bắt buộc phải bán ở khu vực này để chặn lại. Thì lúc đấy kịch bản chúng ta có thể sẽ là xấu, kiểu là đi ngang một hai phiên này, xong rơi một phát xuống đây này, thì nó sẽ đến đây nó sẽ đẩy lên test lại đây một lần nữa, xong chúng ta bán. Thì đây chúng ta sẽ có hai cơ hội bán, một là ở đây, hai là ở đây. Thì đương nhiên chúng ta không bán được giá đỉnh, bao nhiêu lãi lại nhà lại hết thôi. Thì chúng ta chỉ có hai cách đấy để phòng bị, và mình nghĩ là kịch bản trong 2-3 phiên tới chúng ta sẽ nhìn rất là rõ. Đấy, chúng ta sẽ theo dõi thôi nhé. Thì đấy là kịch bản của chúng ta, có hai kịch bản. Nếu lên thì nó sẽ như nào? Lên nó phải khối lượng tăng dần lên, đẩy dần lên, sau đó test lại khu vực vùng đỉnh một lần với khối lượng thấp. Đấy, test lại với khối lượng thấp. Đấy, test lại khu vực này khối lượng thấp. Đấy. Thì chúng ta mới đạt đạt được yêu cầu. Thì chúng ta mới nghĩ là giai đoạn này thì hôm nay mua được, ngày mai mua được, mà cố gắng mặc cả một chút. Các cổ phiếu ví dụ như là mình thấy con SSC này, ok còn an toàn, lỗ không lỗ nhiều. Kể cả nó có xuống đi chăng nữa nó cũng hồi lên cho anh em bán. Anh em mua đây này, nó xuống đây thì nó cũng lẩy đến đây, chúng ta lỗ khoảng 1%. Đấy, nó sẽ lẩy lên cho anh em bán là 42 thì lỗ 1% thôi, không vấn đề gì cả. Nhưng mà chúng ta cứ mua những cái cổ phiếu mà nó lao trên trời ấy thì thực sự như là DRC đúng không? DRC mình khuyến chị trước, bây giờ anh em lao ở đây đu thì thực sự là mình không dám chắc rằng nếu thị trường nó xấu nó sẽ như thế này không. Đấy, anh em mua ở khu vực này đúng không, giả sử nó xấu thì nó rơi đây nó lại lên lại đây cho anh em bán là hòa hoặc là lỗ 1% thì được. Nhưng mà bây giờ anh em mua ở trên này nhá, mà chẳng may nó rơi ấy, thì nó sẽ rơi một lèo này, nó rơi một lèo xuống như này này thì thực sự rất rủi ro. Đấy thì tốt nhất là chiến lược của mình là phòng thủ giai đoạn này, chơi kiểu phòng thủ thôi, mua tại nền bùng lên thì bán bớt một phần xong mua lại, mua phòng thủ thôi chứ không đua xanh tím. Mình nghĩ thế. GMD mình nói thật là mình có mua, mình mua giá 83, và nếu thực sự ấy anh chị em nào muốn giao dịch con GMD ấy, đây là cái đỉnh này, khu vực này là khu vực để mua nhá, 83 để mua, 82 83 để mua này. Nhưng mà nếu nó vượt đây thì đừng có mua đuổi, bởi vì anh chị sẽ dễ ăn cái quả rô nến như này đó. Đấy, thực sự là nó vượt lên thì thôi, thì nếu mà hai cách, một là vượt lên đây thì nó đi như này thì chúng ta sẽ đợi đợi đúng không, đợi không bán mà đợi, nếu nó mất mốc này mà khối lượng lớn thì chúng ta bán hòa hoặc bán lãi được 1-2% để đấy liều ăn nhiều. Còn nếu mà chúng ta thích ấy, thì chúng ta cứ ra ngoài này chúng ta bán bớt bớt bán bớt đi, giống chúng ta mà mua đuổi là dễ ăn những quả như này lắm ấy. À, ăn những quả dâu nến như này là giai đoạn này là ăn dâu nến là mệt đấy. Ví dụ như này này rơi xuống là mất 7%, vớ vẩn lại cắt đúng đáy. Cho nên là điểm entry của thằng bạn đấy, nhắc lại câu ấy. Điểm vào lệnh của chúng ta là điểm cắt lỗ của thằng bạn đấy, đấy, đấy. Đây là chúng ta cắt lỗ của những ông này này, ông này đu đỉnh đây này, xuống đây nó cắt lỗ này, chúng ta mua ở đây đấy, 83 mua đấy đúng không. Thế giai đoạn chúng ta mua ở đây, thằng này cắt lỗ thì chúng ta mua ở đây đúng không, DRC này đấy, mấy thằng này cắt lỗ này thì chúng ta mua ở đây đấy, chúng ta cứ tính 7% thì chúng ta mua. Hoặc là những cổ phiếu như là cổ phiếu gì nhỉ, đấy chúng ta có thể NKG xem nào. Đấy, ví dụ bây giờ ông này mà nó lên thẳng tiếp thì nó lên luôn, còn nếu nó không lên thì chúng ta lại canh mua ở chỗ đoạn này này, canh mua ở đây này. Đấy, những ông nào cắt lỗ thì về nó sẽ đấy, cắt lỗ có khi về tham chiếu này thì lại mua, giống như PC1 ấy, ta cứ chơi cái bài đấy thôi.
Ông này xuống đây cắt lỗ chúng ta mua. Ông ở đây này, xuống đây cắt lỗ 7% này thì chúng ta lại mua ở đấy. 28 chúng ta mua. Nhưng mà lên đây này, nếu mà nó không lên được tiếp luôn thì chúng ta lại phải đợi về đây. Chúng ta lại mua ở khu vực dưới này. Nó đi giống kiểu giai đoạn này. Cứ lên ông nào mua cắt lỗ lại lại. Đấy, lên đây. Xuống đây cắt lỗ 400 lại lên. Cứ đu là chết, cứ đu là chết thì chúng ta chơi cái kiểu cù nhây như thế thì mình nghĩ là phù hợp với giai đoạn đằng này. Thì nhận định thị trường thì mình nghĩ rằng là hôm nay chưa đủ dữ liệu để chúng ta khẳng định rằng thị trường tốt hay xấu. Mình thấy rằng là tốt thì cũng quá tốt, quá tốt, thực sự là quá tốt, bởi vì thanh khoản thị trường đang tăng lên. Đấy, thanh khoản đang tăng lên. Đấy, thanh khoản hôm nay thấp hơn hôm qua nhưng vẫn đang ở mức ta cao. Thứ hai, chúng ta nhìn thấy rằng là rõ ràng nó đang ở khu vực là ở vùng trên, là mình nghĩ là thanh khoản này là tốt, thanh khoản này là tốt. Thứ hai, chúng ta đang nhìn thấy rằng là nó đang vẫn đang hướng lên một cái màu xanh này. Tất nhiên đừng để nó quay đầu là thành phân kỳ, bây giờ bị dí súng vào lưng rồi. Giai đoạn này là bị dí súng vào lưng rồi, chỉ có thể tăng không được quyền giảm mạnh. Giảm mạnh là chết. Bây giờ mạnh là như này này là bắt đầu xuống đấy. Tốt nhất bây giờ bị dí súng rồi là cũng phải tăng thôi. Tăng như nào? Tăng như này này. Ta tăng như hồi tháng 7 này, chỉ có được phép tăng không được phép giảm này. Đấy, chúng ta nhìn thấy giống đoạn này này. Em nhìn đấy, giống chỗ này này. Em nhìn thấy bây giờ chỉ có được phép tăng thôi. Không được phép giảm, giảm thì phải giảm khối lượng nhỏ. Sau phải lên được ngay và không được mất cái mốc đỉnh. Đấy, mình nghĩ giai đoạn này nó giống đoạn này này. Tăng ít được, 4 điểm, 2 điểm, 4 điểm. Mỗi lần tăng vài điểm thôi cũng được. Nhưng mà khối lượng phải phải cao, đẩy dần lên để hấp thụ cái lượng hàng. Đây là khối lượng cao này. Đấy, khi nào mà thấy khối lượng bắt đầu thấp đi ấy, là hết xăng này. Thì sẽ bị rơi gái. Đấy, chúng ta để ý nhé. Thì chúng ta giai đoạn này khá là nhạy cảm. Mình nghĩ rằng là giai đoạn này này là nhạy cảm, chúng ta đừng nên mua đuổi. Tốt nhất mua đuổi mà lên thì bán bớt thì cũng chả sai đâu. Đấy, thì mình nghĩ rằng là tốt nhất là từ hôm nay hoặc là sáng mai mua thôi. Nếu còn nào cổ phiếu an toàn thì mua, còn ngày kia thì đừng mua nữa. Đấy, anh em nhá. Thì mình nghĩ rằng là giai đoạn này đánh theo kiểu đấy, dướn dướn dần lên, di súng rồi. Cứ càng ngày nó cứ đẩy 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 dần dần lên. Thì ví dụ ở kịch bản đẹp nhất ấy, mình kỳ vọng ấy, là nó lên hẳn lên đây này, ở 1.305 này, sau đó giật ngược vào đây phát, nó giật ngược vào đây 1.290, 1.280 này, sau đó nó kéo lên thì chúng ta có thể cơ hội mua ở khu vực này. Đấy, tốt nhất là ngày mai mua được, nhưng ngày kia trở đi thì đừng mua nữa. Đấy, đợi nó dập lại phát với khối lượng thấp thì mua được, chứ đừng khối lượng cao đừng mua là dở đấy nhé. Khối lượng phải thấp nhé. Đấy, chúng ta giật xuống nhưng mà khối lượng là phải thấp này. Đấy, khối lượng phải thấp thì mới mua được, chứ khối lượng mà cao ấy, như thế này là dở hơi ấy nhé. Giật xuống mà khối lượng cao rồi này, vòng lên là khối lượng cao rồi này, mà nhảy vào bắt tay vào là vớ vẩn lại đứt tay. Tất nhiên là nó vẫn, nhưng mà sau đó là rơi xuống tiếp. Khối lượng phải thấp nhá. Khối lượng mà cao là dở này, khối lượng cao này là dở này. Đấy. Khối lượng mà cao mà bắt vào là đã đứt tay đấy. Test lại là phải khối lượng thấp. Đấy, thì chúng ta mới an toàn nhé. Khối lượng cao là dở. Đấy, chúng ta để ý. Thì mình nghĩ rằng là một số mã mình đã tư vấn cho anh em điểm mua đấy. Đấy, BID hôm qua cũng bảo anh em mua thì hôm nay gọi là cũng an toàn. Mình nghĩ là con này sẽ dùng để kéo chỉ số. Nó tạo được đáy rồi này, nó cạo đáy rồi nó kéo lên mà không ăn được nhiều. Nói chung ngân hàng thì xác định là không ăn nhiều. Đấy, mình bảo anh em nữa, đừng có mua đuổi đúng không? Hôm trước ai mình nhắc MBB đúng không? Cứ mua đuổi là dở. Bây giờ thì có khi xuống đây anh em lại mua được này, khoảng ngày 2 mua được này. Đấy, đoạn này thì mua được. Đoạn này này thì mua được nhá, quanh quanh ở dưới dưới M20 tí thì mua được. Đây, hồi vốn to, test vốn nhỏ thì khu vực này mua được này. Nhưng mà bây giờ mua đuổi ở trên này là lại mệt. Đấy, thì mai anh em có thể canh con MBB này. Mình nghĩ là để kéo vượt đỉnh thì chắc chắn là phải có ngân hàng. Phải có ngân hàng đấy. Ngân hàng ấy, con này hôm nay làm nhiệm vụ xong rồi này. Đấy, con này lên rồi xong có thể nó test lại thì anh em đừng mua đuổi. Mình nghĩ là có thể test lại khu vực này này thì mua này. Cái chân đến này khoảng 32,3 này. Bây giờ phải mặc cả đi chợ, mặc cả từng lý một thôi. Đấy, chỗ này mua được này. 32,2 này thì mua được này. Bây giờ nhập từng like một rồi đấy. Giống kiểu đấy. Đấy, mình nghĩ là như thế. Thì anh em có thể cân đối những cổ phiếu CTG 32,2 này, MBB này, BID này, hoặc là một số cổ phiếu như F con gì ạ? SSC này. Đấy, SSC này, đấy, cũng khá là an toàn. Đấy, khu vực an toàn mua. Mua xong đợi nó đi ngang 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 này, nó bụt phát lên thì chúng ta lại có một mớ. Đấy, mua như thế thì an toàn thôi. Chứ cùng lắm ví dụ cùng năm này nó xuống đây nó vẫn test lên cho anh em này. Đấy, như kể cả nó có xuống đến cầm 41,5 chúng ta vẫn còn còn trụ được. Đấy, lỗ khoảng 2% 300 thì nó lại lẩy lại lên cho anh em. Chứ bây giờ mà mua những cổ cứ lao ra ngoài biên mới mua ấy thì rủi ro lắm nhá. CSV cũng thế thôi, bây giờ không có điểm mua nữa rồi. Đấy, điểm mua chúng ta bảo mua ở đây test đỉnh khối lượng thấp thì mua được. Đấy, 6768 thì mua được.
bây giờ mua lại giờ rồi nhá. Anh em lưu ý cái khuyến nghị của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh, cũng như là cho mình xin một lượt like cũng như follow kênh. Nếu ai muốn vào nhóm cộng đồng ấy thì quét mã này để mình duyệt vào nhóm cộng đồng trải nghiệm nhé. Hôm nay tài khoản thì có tăng nhưng mà tăng nhẹ, tăng yếu, bởi vì mấy con của mình cầm mình xem qua, ví dụ mấy con anh em xem mấy qua này, ví dụ là GMD thì nó vẫn cứ tốt, nhưng mà để tăng thì khối lượng xanh này tăng dần lên, nhưng mà để vượt được cái cản này thì không đơn giản. Chúng ta kỳ vọng thôi, điểm mua chúng ta an toàn, chúng ta cứ ngồi thôi. Còn khi nào nó lên được thì mình nghĩ là nó có thể lên đến 90 đấy. Nếu con này mà lên được, khả năng lên 90 đấy. Đấy, chúng ta có điểm mua, thế lên đến đây thì chúng ta có lợi nhuận này. Điểm mua 83 này, lên đây được khoảng tầm 7-8%, lên lại xe lè. Đấy, thì chúng ta lợi dụng những cái quả này thôi. Cái này đang đẩy dần lên rồi này. Hy vọng nó đẩy lên được như này này. Đẩy dần lên, được. Tăng phát lên thì chúng ta có lợi nhuận. Ví dụ từ đây đến đây này, 8%. Thế thôi, giai đoạn này đánh đánh gọi là nhặt nhặt từng đồng một đấy nhé. Ok, cảm ơn tất cả mọi người.